chuyên gia trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm. Hiện tại tôi đang công tác và làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn OBS, và tôi đang phụ trách khu vực Duyên Hải, Hậu Giang và Cù Lao Long Phò, bên tỉnh Trà Vinh. Đó, và hôm nay là hàng của tuyệt vời. Hôm nay tôi chọn một khách hàng đó là chị Lê Thị Quỳnh, có một khách hàng của cửa hàng OBS Trích Kim. Thì qua tổng thì năm 2018-2022 chị là người may mắn đã chốt được chiếc xe thấp hot trị giá là 70 triệu. Và ngày hôm nay thì cùng anh chị cũng như anh Kim cùng vợ chồng của chị Quỳnh sẽ đi đến cái cửa hàng đó là cửa hàng Honda 7 Kim tại thành phố Trà Vinh, và sẽ đi cùng nhau đi mua xe nhé. Và sau đây xin mời chị bạn cùng vào trong. Hiện tại chị Quỳnh và chồng mình đang lựa xe. Mời chị bạn. Rồi, xin kính chào chị bạn. Thì xin giới thiệu với chị và bạn đến là chị Trang, chủ chi nhánh OBS Trung Kim, và chúng đây là vợ chồng của chị Lê Thị Quỳnh, và là khách hàng may mắn được trúng được chiếc xe ở thành phố giá 70 triệu. Và chị hiện tại đang ở trong một chiếc xe. Thì cái phần thưởng của công ty tôi nghĩ là thưởng là 70 triệu, nhưng khi lên đến tiệm thì tôi thấy cái chiếc xe hết hết là giá 85 triệu. Tôi thấy vừa ý quá, tôi sẽ bù thêm 15 triệu để đây. Rồi, ok, cho mình xe nào chị? Xe có bên xe màu trắng. Chiếc này hả? Chiếc màu trắng này. Rồi, ok. Thì ok. Và đây chính là chiếc xe hết hết 125, trị giá là 85 triệu. Và chị sẽ bù vào thêm 15 triệu nữa. Bây giờ lấy chiếc xe này rồi với gia đình mình. Đó, thì sau đây xin mời anh chị bạn cùng đi qua khu nhận xe, cũng như là khu đáp đòn để chúng ta cùng nhận xe cho chị mình nhé. Và đây xin chào chị bạn, thì bắt đầu cũng như là những dụng cụ cũng như là những cái cần thiết để cho chiếc xe nó hoạt động được tương phương và thanh lịch triển lãm trên chiếc xe ở đây này. Chào chị và các bạn, thì hiện tại đây là chính là chiếc xe hết hạn 125i đó, và chị Quỳnh đã lựa chọn cho mình trong cái đợt quay ngày 28/2022 đó, và cùng chờ anh chị Quỳnh. Thì hiện tại sau khi chị nhận được chiếc xe hết hạn 125, thì thế nào? Thứ nhất thì khi nhận chiếc xe này cảm thấy là rất vui và cảm thấy mình là người may mắn khi sử dụng sản phẩm của em đó, và được sử dụng tăng lợi nhuận trong chăn nuôi ra. Dạ, hiện tại thì khi mà trước khi đến với OBS thì mình nuôi tôm như thế nào cả? Khi mà chưa biết với OBS thì tôi cũng có nuôi tôm nhiều dòng sản phẩm rồi, nhưng mà sử dụng nhiều dòng thì thấy hiệu quả thì rất cao lắm. Và khi được nhân viên OBS giới thiệu thì tôi cũng ban đầu tôi cũng còn chưa có mạnh dạng lắm, tôi mới chỉ là sử dụng một vài sản phẩm thôi. Nhưng mà sau hai vụ nuôi thì thấy rằng là sử dụng sản phẩm của OBS rất là tốt, cho nên bây giờ mạnh dạng thì chỉ có 100% cuối cùng nữa là còn giống của OBS. Vì vậy thì sau khi chuyển qua được hai vụ rồi thì nó mang như thế nào mà chúng ta giúp mình qua hai vụ thì thấy thứ nhất là nó giảm được chi phí cho công ty của mình, và thứ hai thì cái lợi nhuận kinh tế của nó cao vượt trội lên rất nhiều so với các sản phẩm khác, cho nên bây giờ tôi cũng quyết định là chuyển qua nó 100% không giống và cuối cùng nữa luôn. Dạ, thì sau hai vụ rồi thì mình lợi được nhiêu tiền? Dụng đầu thì nếu dài một hồi hai lần nó thấm hơn nữa thì tôi lợi cũng khoảng 50 ha. Dạ. Nhưng mà dụng sau thì tôi lợi rất cao, có thể tới 150 ạ. Dạ. 100% của OBS là giống luôn. Hiện tại là giống OBS là chị đang nuôi là con như ngày và con như con? Hiện tại thì tôi xài 3 ao, và 1 ao thì được 58 ngày rồi, và khoảng là 90 con, và 1 ao là được 30 ngày. Em cũng cảm ơn chị đã tin tưởng như là dám mạnh dạn chuyển đổi từ nuôi bình thường để chuyển sang theo quy trình OBS, như là giới thiệu cho nhiều người khách hàng để cho em thành công cũng như mọi người yêu mình. Thì em xin cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi video này, và sau đây thì cùng chị Quỳnh
tại không muốn bà con cái mạnh dạng thay đổi thì mình thấy dòng sản phẩm nào tốt thì mình cứ thay đổi giống như tôi vậy đó để đạt được những kết quả thôi.